Nếu anh em có nhu cầu mua robot, hãy ghé ngay robotviet.com, nơi bán robot giá rẻ, an toàn, uy tín. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với tựa game Lock Root chứ mọi người. Thì được rồi á, thì mấy bữa rày á, mình cũng không có làm mấy cái thử thách đánh xi này kia cho mọi người. Thì hôm nay mình sẽ quay lại với cái thử thách đó nhé mọi người. Thì hôm nay chúng ta sẽ đánh xi mà mình không phải gọi nó thử thách thì không đúng, gọi là test thử cho mọi người coi. Thì, nhiều bạn bảo là cái cây súng độc ở bên C2 và đánh trong nhà máy nó rơi ra, nó có thể đánh xi và đánh rất là mạnh luôn. Thì để hôm nay mình sẽ chứng minh thử coi cái lời nói đó có đúng hay không nha. Thì để sử dụng cây súng đó thì mình sẽ kẹp thêm đó là cái mili, đó là cái lông trọng thủ nha mọi người. Thì hôm bữa mình đã coi thì cái món đồ mà để hỗ trợ đam cho cái cây, hỗ trợ đam cho những cây súng, cái đó chính là cái nón của Usopp nha mọi người. Cái nón Usopp là cái nón đây. Cái nón của Usopp là cái nón nào ta? Đây, cái nón của Usopp nha mọi người. Thì để đánh được thì mình phải tẩy qua điểm kiếm, để mình vừa lòng tẩy qua điểm súng để mình quay trái quỷ một phát thôi mọi người. Để mình quay coi đó là cái trái gì không. Trời ơi, lại ra trái cao su rồi, cái trái cao su này mấy bữa nay nó ám mình nhiều quá vậy. Vịt luôn. Thì bây giờ mình sẽ lấy cây súng ra ha. Cây súng này của mình thì chỉnh như là mình nhớ thì mình chỉ có đúng mastery vừa đủ đánh thôi mọi người, chứ không có không có được xịn sò lắm. Đâu đâu rồi cây súng độc của mình, đâu rồi ta, cái cây súng độc đâu rồi, để mình lấy cái súng độc ra cho mọi người coi ha. Bấm chữ gun đi, gun hả? Ủa cái cây, đừng nói cái nick này không có cái súng độc nha, bậy rồi đó. Nick này cái gì cũng có hết. Đây đây đây, súng độc nha mọi người. Đó thì cái súng độc này của mình thì 222 battery thôi mọi người ạ. Thì để bây giờ mình sẽ ra mình test thử coi cái cây này nó săn si như thế nào nha mọi người. Thì mình sẽ kết hợp chung với một cái đó, cái mili đó là cái lông trọng thủ. Cái cây súng độc này đánh nhà máy là auto ra nha mọi người. Được rồi, bây giờ mình sẽ tẩy điểm về điểm kiếm nha mọi người, lòng điểm súng nha. Đây, mình sẽ tẩy về điểm súng và điểm mili và máu luôn. Đây, cận chiến nè, thủ nè, súng nè. Đó, bây giờ chúng bắt đầu chúng ta treo si nha. Và mình sẽ sử dụng hẳn luôn cái là cái mũ của Usopp ngay từ đầu luôn nhé mọi người, để coi thử, cái test thử coi cái độ hiệu quả của cây súng này săn si nó như thế nào. Tại vì cái súng này là một cây súng auto drop mọi người ạ. À, cứ mọi người cứ đánh nhà, đánh cái nhà máy bên C2 thì nó sẽ auto drop. Nếu mà nó đánh si ngon á thì không còn gì để bàn nữa rồi. Một cái vũ khí mà đánh si ngon mà auto drop mà chỉ có 200, nói chung là cái súng này farm rất là khó mọi người, farm battery rất là khó luôn á. Nên nếu mà mấy bạn nào muốn thử sử dụng nó săn si thì nên suy nghĩ lại, tại vì lúc đó mình farm, mình nhớ mình không có ý hay mastery, mình farm rất là cực luôn. Thì bây giờ mình sẽ thử kết hợp với cái mili lông trổ hũ và cây súng này nhé mọi người. Mình sẽ chuyển nó qua bên số 2 luôn. Đó, mình kia dẹp này qua đây đi. Đó, dẹp mấy cái này qua đây đi. Rồi, bây giờ mình sẽ chờ đợi con si đầu tiên nó xuất hiện để chúng ta có thể test được cái cây súng độc nha. Như hôm bữa mình đã làm cây đờ của Brook Sucho rồi, thì hôm nay mình sẽ thử với cái cây súng độc ở bên C2. Rồi mọi người ơi, con si đầu tiên nó cũng đã xuất hiện. Thì bây giờ chúng ta sẽ thử kết hợp với súng và cái mili nhé mọi người, để mình thử coi nó có giống cái cây cây đờn là bắn thường nó có thể gây đam này hay không nha mọi người. Đây, mình sẽ thử ha. À, không gây đam được ở khi mà chúng ta bắn thường rồi. Bây giờ mình sẽ bắn chiêu vào nó nha. À, 3.500. Wow, xịt độc quá, đam luôn, ngon ấy. À, hai chiêu của nó tầm 10.000 mọi người ạ. À, trời ơi, một cái vũ khí quá là rẻ, quá là gọi là quá nổi bình dân mà mọi người có thể đánh vào si gây 10.000 đam, khá là ngon ha. Đó, đứng gần là xịt độc là gần 10.000, sao mà mọi người kết hợp với mấy cái mili này nữa, thế là mọi người có được một cái vũ khí đánh si khá là ngon. Để mình sẽ chờ hết nó hồi đủ hết hai chiêu luôn, xong rồi mình sẽ thử đánh hai chiêu vào người của si thử coi nó sẽ gây được bao nhiêu đam nhé mọi người. Cái này thì mình sẽ kết hợp với mili nên sẽ không biết được là khi mà chúng ta đánh thì nó sẽ như thế nào. Đó, vậy là có khoảng 7.500 thôi mọi người ạ. 7.500 đam. Nói chung một cái vũ khí như thế này á, một cái vũ khí free mọi người ra lấy rất là dễ, một cái BBB cũng rất là ngon. Và đánh xe của cái này là một trong những vũ khí nó gọi là nó phá mọi người, Gibbo phá Tele. Nói chung là nó cũng ngang ngửa cây đờn á mọi người ạ. Một cái vũ khí mọi người BBB ngon, mọi người đánh xe được nữa thì nó đâu có phải là gì, dễ gì đúng không?
Đây, mình sẽ kết hợp thêm cái melee nữa, thì xíu nữa thì mình sẽ thử đánh một mình nó để tiêu diệt con si thử coi nó sẽ như thế nào. Còn bây giờ mình kết hợp với melee thì gọi là một cái combo thôi. Cái này là một cái combo thôi mọi người ạ, combo melee kết hợp với cái điểm súng, và cái súng của chúng ta đó là cái cây súng xịt độc. Thì như thế này thì mình nghĩ chắc là giết si rất là nhanh luôn. Một con si thì không có tốn quá là nhiều thời gian của mọi người đâu. Đó. Đấy. Như thế này là mọi người có được khoảng 3, nếu mà để mình cho nó hồi hết chiêu luôn ha. Để cho nó hồi hết chiêu luôn, mình đánh thử là một lượt thử coi là nếu mà combo này thì nó sẽ gây được bao nhiêu đam cho si nhé mọi người. Đấy, Long chỗ hủ V2 kết hợp với cây súng độc và cái ấy. Rồi 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 đây. Yeah. Ơi. Trời ơi, cái con này nó chon mình mọi người à, cái con si này nó chon mình. Từ 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 từ, từ. Cho nó hồi chiêu đàng hoàng nha. Kẹt ta đi. Nè, Z. X. Chiêu. Ôi, chết rồi, nói chung là tầm khoảng 15.000 đam mọi người à, đánh rất là nhanh luôn. Đó là riêng về mọi người kết hợp nha. Còn mọi người nếu mà muốn sử dụng riêng cái cây súng này á thì mình coi thử coi khi mà đánh si nếu chỉ riêng với một cây súng thôi á, thì nó sẽ gây ra lượng đam là 7.500, thì mọi người sẽ tốn bao nhiêu thời gian để mọi người giết được con si. Ô là trời, đang liên huy luôn đó. Được rồi, thì bây giờ mình sẽ sử dụng nó là chỉ một cây súng thôi nha mọi người. Và con si này có giá trị máu là 100k. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sử dụng súng thôi nha. À, cây súng này thì không gây đam đánh thường, nên cũng khá là tiếc. Nếu mà nó gây được đam đánh thường thì rất là dễ rồi. Mà 7.800 đam nè mọi người. Tuy nhiều khi là cái chiêu độc này là mình phải đứng, cái chiêu xịt độc này là mình phải đứng gần nó hơn nữa. Đây, mình sẽ đứng gần cái chiêu để mình xịt độc nha mọi người. Đây. Đó, mình đứng như thế này luôn. Đó, xịt được khoảng 4.000 đam mọi người ạ. À. 4.000 đam với cái này là 4.000 đam với cái này là 3.500 nữa. Vậy là 7.500 đam. Đó, đúng rồi. Thì đó với một con si 100k máu, mà cái này thì mọi người nhớ nha, nó hồi chiêu rất là nhanh luôn. Hồi chiêu rất là nhanh. Nên mọi người xài mọi người rất là thoải mái. Còn kết hợp với melee là nó trở thành một món đồ gọi là sang si, mình nghĩ chắc là ba con nó vẫn cân được mọi người ạ. À. Tại vì cái melee long chỗ V2 á, nó cũng rất là mạnh, đâu có yếu đâu mọi người. Cái melee long chỗ V2 nó khá là ngon luôn á. Mà tính ra mình hên nha, mình vừa gọi là đánh vừa xong một con si, định bảo là lần sau mình sẽ dùng cái súng thế nó lại xuất hiện thêm một con nữa. Hồi thì 7.500, hồi thì 7.800 mà mình cũng không biết lý do tại sao mọi người. Và mình đang sử dụng cái nón ư sớm nha mọi người. Cái cây súng này là rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm thì mình mới làm cho các bạn xem nha. Mình cảm giác nó cũng rất là ok. Đấy. Hồi thì là 3.000, hồi là 4.000 đam, hồi là 3.000. 3.900. À, chúng ta sẽ nói một xíu về cái cây súng này khi BBB. Thì BBB của nó sẽ làm cái gì? Nó sẽ phá haki mọi người, và khi mọi người đứng trong cái chiêu khói của nó, mọi người sẽ không gibbo được, mọi người sẽ không làm được gì hết á, mọi người không xài chiêu được luôn, mọi người chỉ có đi bộ ra thôi. Nên người ta thường thường kẹp cái súng này khi trong BBB rất là nhiều nha. Mình cảm giác cái này BBB khá là ngon luôn. Và bây giờ thì mình đã phát hiện thêm một điều nữa là nó đánh si khá là ngon nữa mọi người, và nó còn ngon bổ rẻ nữa. Nó là một cây vũ khí free ở bên C2. Mọi người chỉ cần bỏ ra 1,5 tiếng để theo một cái nhà máy là mọi người đã có thể sở hữu được một cái cây súng đó phun độc cho mình rồi. Khá là đơn giản ha. Nhưng mà đó chứ mình nói nha, đây là mọi người phải kết hợp thêm với melee nha. Kết hợp thêm, đó là một cái vũ khí để mọi người kết hợp thêm với melee. Thì giết si nó sẽ ok hơn. Còn riêng một mình nó thì một lần nó chỉ gây được khoảng 8.000 đam thôi. 8.000 đam để đánh được một con si 100k đam á, thì mọi người phải đánh đâu đó khoảng 12 13 lần cái chuỗi chuỗi như thế này. Đó. Để xíu nữa mình sẽ lên mình test thử con quái ha. Nếu mà mình có một cái con nhân nếu mình có cái nhân vật phụ mình ở đây á, mình sẽ test cái gọi là cái sức mạnh của nó ở cái vấn đề BB cho mọi người coi luôn. Mà ngặt cái là mình không có cái nick đó ở đây. Mình chỉ đánh si thôi. Và hôm nay chúng ta cũng tập trung về cái vấn đề vũ khí này đánh si thôi nhé mọi người. Đó, thì để mà đánh được một con si mà không kết hợp với melee á thì nó tốn khá là nhiều thời gian. Rồi bây giờ mình sẽ dịch chuyển về cái pháo đài trên biển. Sau khi mà sử dụng xong á thì mình cảm giác đây là một trong những gọi là cây súng nha. Đây là mấy cái nỏ cái súng sao thì mình không biết, nhưng mà đây là một trong hai cây súng mình thường từng sử dụng đánh si. Và mình cảm giác cái cây này thì đương nhiên là nó sẽ thua cây đàn, nhưng mà nó cảm giác nó đánh rất là dễ chịu mọi người à, nó không có ồn ào như cái đàn đánh rất là ồn ào. Còn để mà mọi người đánh quái thường á thì đây, bắn một phát thì nó sẽ rút độc cho mọi người. Nó nếu mà bắn thường nó gây ra đam thì rất là mạnh,
nếu mà chỉ bắn thường nó mà gây được đam thì du biển làm sao chịu nổi, nên đánh thường của nó không gây được đam đó mọi người không, đánh thường của nó gây ra 3.500 đam đây đó, rất là mạnh luôn, rất là mạnh luôn mọi người ạ. À. Người không, cái súng này nếu như mà mọi người đi đánh quái á, đi săn này kia các thứ á, cái súng này là một trong những vũ khí mà gọi là mọi người có thể kết hợp với những bộ môn như là săn bounty. À, nhưng mà nhớ nha, người ta săn bounty, cái cây súng này người ta không có nâng điểm đâu, người ta chỉ để trừ gọi là phá cái quan sát và phá, không có để cho người đó giúp bộ thôi di chuyển đó mọi người, chứ mà để đánh được dùng điểm kiếm, dùng điểm súng mà bắn luôn thì nó cũng rất là mạnh nhưng mà rất là khó sử dụng nha. Được rồi, thì hôm nay sau khi mà sử dụng chung xong cái cây súng độc để săn si á, mình kết luận là một trong những vũ khí cho những cây súng sau thì mình sẽ làm sao, một trong những vũ khí đánh si trên mức trung bình mà mình nghĩ được như vậy, tại vì nó mình thì mình sẽ xài kết hợp với combo nha mấy bạn, nhớ đánh si là phải kết hợp với combo nha, mọi người có thể bắt xài bất cứ với cái melee nào cũng được hết. Rồi thì cũng cảm ơn mọi người đã chút thời gian xem clip và nhá, hẹn mọi người clip sau, bye bye.